Dạ, mẫu người của em phải mập như anh. Nếu mà anh ốm thì đi với nhau giống như số 0 vậy anh ơi. Em muốn có một người yêu thế nào? Dễ thương, cao từ khoảng 1m75. Còn ơi, nữ cao 1m75 gì đó mà. Đến 1m6 là... Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Dạ, em chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Phạm Ngọc Mai. Năm nay em 23 tuổi, đến từ Hậu Giang. Em đang làm lễ tân cho một công ty. Làm ở Hậu Giang luôn? Dạ không, làm ở Cần Thơ chứ ơi. À, quê ở Hậu Giang, làm ở Cần Thơ. Hôm nay là coi như từ Cần Thơ lên đây tham gia chương trình. Dạ đúng rồi chị. Rồi, rồi em là tên gì? Em tên là Trần Mộng Toàn, em đến từ thành phố Vị Thanh của Hậu Giang. Công việc hiện tại của em là phóng viên biên tập của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Bạn đi khắp mọi nơi luôn, gặp rất là nhiều đối tượng. Sao mình không có quen được hay là kén chọn quá? Dạ không có kén chọn mà tìm được một người phù hợp với mình. Rồi tiến tới hôn nhân rất là khó. Bạn có mong mối tình nào chưa? Chính thức thì chưa. Em cũng có để ý hai người bạn trước đó. Tuy nhiên do hoàn cảnh, rồi cái tự ti về gia đình, rồi nhiều cái mặt khác nên chỉ làm bạn bè bình thường thôi chị. Nhưng mà bây giờ đã hết tự ti về gia đình chưa? Dạ rồi ạ, sắp xếp ổn định hết rồi chị. Bạn gái thì sao? Thật sự 23 tuổi thì đối với chị thấy còn quá trẻ. Tại vì gia đình cũng ép lắm chị ơi. Dưới quê 23 cũng ép à hả? Dạ, ba mẹ làm mai làm mối nhiều lắm. Mỗi lần về á nói à con của chú này, con người kia đó chị. Nhưng mà em thích có một mối tình nào nó sâu đậm tí. Bạn nữ cho mình hỏi là mẫu người yêu của bạn như thế nào? Dạ, mẫu người của em thì đơn giản lắm anh ơi. Cao khoảng 1m7, tại vì em hơi lùn tí, phải mập như anh. Tại vì em cũng mập nữa, nếu mà anh ốm thì đi với nhau giống như số 0 vậy anh ơi. Bên đây còn do Ê, đừng làm tôi hoang mang nha. Không làm nhà gái hoang mang nha. Anh có uống rượu không anh? Tại công việc anh thì có rồi. Khi đi giao tiếp thì cũng thường uống rượu và cũng hơi về khuya. Không sao, em có chịu không? Em thích uống rượu không? Trời ơi, kỳ lạ vậy. Người ta có người yêu, người ta có chồng, người ta thích không uống rượu, em thích uống rượu hả? Tại vì á, ba em, cậu em, ai cũng uống rượu hết trơn á, về đấu đâu có lại đâu anh. Phải uống rượu mới được. Coi như sở thích gì cũng lạ ha. À, còn em muốn có một người yêu thế nào? Dễ thương, cao từ khoảng 1m75. Còn ơi, nữ cao 1m75 gì đó mà. Đến 1m6 là... 1m75 là cây xào à. Em được không chị? Còn quay, còn khó. Có khỏe không? Dạ khỏe chị. Chắc không? Chắc. Em là phóng viên mà chị, em đi ngày đi đêm. Phải có sức khỏe. Đi đêm là đi đâu? Tiếng dùng miền đó vậy mà cứ bắt bẻ quá. Tôi thích. Công việc em là làm bên mảng 389. Thường vậy đi đêm rất là nhiều. Lấy tiền vừa nuôi vợ nuôi con. Có không? Dạ có. Muốn đám cưới tiền ai giữ? Cưới xong để vợ giữ. Có chuẩn bị để đám cưới chưa? Dạ rồi. Nhiều không? Dạ không. Thiếu mình mượn thêm chị. Mượn ai? Dạ mượn chị, hôm nay có chị em đi theo. Tự nhiên mượn chị nhìn tôi tưởng nó mượn chị là mượn tôi hết hồn. Mượn chị phải không? Dạ. À vậy cũng được ha. Nhưng mà điểm nào em không thích ở người bạn gái? Hay ghen. Cái nào mà không ghen trời. Tại vì cái công việc mình đi giao tiếp hơi nhiều. Rồi nhầm khi đi về khuya rồi nhậu nhẹt này kia nữa. Mà nếu mà bọn nữ mà hay ghen thì khó. Vậy mình phải tạo cho người ta niềm tin. Để chị hỏi cái vụ đó coi. Ủa em có ghen không? Tất nhiên là có rồi chứ. Nhưng mà bây giờ ảnh hay đi đêm đó mà còn về nhiều khi say xỉn nữa. Tại vì em cũng hay đi đêm lắm chị. Đi đâu? Dạ em đi làm. Làm cái gì mà làm đêm? Dạ buổi tối tới 9 giờ rưỡi mới về đâu. Bên kia đi khuya là làm tới mấy giờ đêm mới về bạn? Khoảng 11, 12 giờ. Nhiều khi trực ở cơ quan tới sáng luôn. Đó sao thì em đi ra ngoài, em đi vòng vòng kiếm gì đó ăn, nào bạn về thì vô chung. Chứ không chịu về nhà nằm mình hả? Không chị. Người ta đi trực tới 12 giờ đêm, bạn cũng đi làm vòng ngoài đường tới 12 giờ đêm dưới quê hả? Nếu chờ 12 giờ đêm thì em chờ tới 12 giờ, nếu đi tới sáng thì em về. Trời đất ơi trời, 12 giờ đêm mà đi lòng vòng đâu ngoài đường trời. Về Hậu Giang em ơi. Hậu Giang đẹp lắm. Dạ. Hậu Giang có những vườn cây ăn trái. Người ta cũng Hậu Giang mà. Hậu Giang là ở đâu? Ở Phụng Hiệp. Là cách nhau khoảng 20 cây số. Cũng ít mà chú. Cũng ít, ở bển tròn do làm sao được không? Tập viên giảm cân lại đi chú ơi. Cái tròn đó con cũng nén mỡ. Tròn quá không thích hả? Dù thôi chú ơi, giống như chú được rồi. Chú cũng tròn rồi đó. Không thích gì ở bạn nam? Không thích hết chú. Gia trưởng với lại á, hay nói chuyện lớn hay la, tại tính con nhõng nhẽo lắm. Không thích la hả? Không, la con nhỏ. Dễ thương quá. Anh chị em không có la, em không la và em không hút thuốc. Nhưng bạn có hay lớn tiếng không? Dạ không có, dạ không có.
Rồi bây giờ mình sẽ gặp chị coi chị có cho mượn tiền đi không nha. Nếu mà cảm thấy hai đứa tiến tới hôn nhân được thì em mượn thì chị cho thôi. Chị thấy bạn nói sao chị? Chị thấy em sao chị? Chị thấy tại em vậy dễ thương. Với lại em tính con nít lắm, hay nấu lắm đó chị ơi. Không biết hợp với anh bên kia không chị? Không sao đó, chắc em chị chịu được. Em chị hiền lắm, nhút nhát lắm. Không có ăn chơi, không có nhậu nhẹt gì hết, em yên tâm đi. Em hứa gì chị tương lai đi. Tương lai á, mà nếu em với anh này thành với nhau á, thì em đảm bảo là em chung thủy với lại không có chăm sóc gia đình tốt vậy. Không có chăm sóc gia đình tốt vậy. Tại ung dung đó chị ơi. Rồi biết rồi, biết cung rồi. Vậy em có đi với ai không? Dạ có, đáng lẽ là hôm nay em đi cả gia đình em lên. Có bà ngoại, có ba mẹ, có cậu, có dì, có dượng, có bạn em nữa. Nhưng mà tại đi xa với lại em sợ bạn nam không bấm nút á, nên bữa nay chỉ có cậu em với ba người bạn nam đi thôi à. Có gì đâu sợ, thiệt tình uổng ghê luôn vậy đó. Bà ngoại em á là kén chồng lắm luôn á. Bà ngoại khó lắm hả? Không có khó. Bà ngoại trước khi đi bà ngoại có dặn gì không? Có. Dặn sao? Bà ngoại dặn á là cậu ngồi dưới á, nếu thấy được á là xin nhanh gặp đầu trước. Mà nãy giờ cậu có xin nhanh với em gì chưa? Chưa thấy chị. Là em không thấy được mặt cậu á hả? Dạ đúng rồi. Cậu xin nhanh cái em chuyện lại cho cậu. Vuốt mũi đó, vuốt mũi mấy lần là được rồi đó. Ở nhà ngoại dặn sao? Thì ở nhà thì có mình bé Mai là cháu lớn nhất. Cha mẹ thuộc bé Mai á cứ hối bé Mai đi lấy chồng, cứ làm mai làm mối thì nó không chưa đồng ý với nào trơn, nó để nó tự tìm. Mà tìm đâu là từ lúc mà phổ thông tới giờ mà vẫn chưa có anh nào dẫn về hết á. Bạn nam thì cũng ok, thì mình hy vọng là hai đứa nó sẽ tìm hiểu đến một cái kết quả tốt nhất. Dạ em là bạn của con Mai từ thời phổ thông tới giờ. Rồi thấy anh sao? Thế bạn nam này thì về nghề nghiệp thì tốt nè, có tương lai luôn. Còn ngoại hình thì vẫn số một số không. Nhưng mà ốm em nuôi cũng không sao. Bây giờ nếu như mà hai đứa chịu nhau rồi, nhưng mà về dắt về ngoại, ngoại không chịu rồi sao? Dạ cái này con năn nỉ chú ơi. Năn nỉ thì sao chứ? Năn nỉ thí dụ như ngoại không chịu luôn sao? Anh cũng phải có cái cách gì đó để thuyết phục gia đình con chứ chú. Có cách nào thuyết phục ngoại không? Ngoại quan trọng lắm á. Dạ chắc có. Thì mình cũng có xuống địa bàn Phụng Hiệp để tác nghiệp. Thì buổi trưa hoặc là những cái buổi chiều về tối thì không biết có thể hay lại nhà bạn chơi hoặc là tìm hiểu được không ạ? Được anh ơi, ngủ lại cũng được nữa. Ngoại cho không mà dám mời bạn trai ngủ lại cũng được nữa. Tại ngoại em ở có một mình hả? À. Ở đông thì vui chị. À về ngủ với ngoại hả? Dạ. Thôi được rồi, cho hai bạn gặp nhau đi. Rồi kéo màn lên. Kéo màn lên. Hai bạn có thời gian nói chuyện với nhau, trò chuyện với nhau. Dạ em chào anh. Trước tiên thì em thấy anh sao? Cũng dễ hơn, nhưng mà anh đeo có kính vô thì em thích hơn. Dạ, ai có kính cho anh, cho anh mượn đeo thử. Anh thấy em sao? Dễ thương. Thiệt không? Thiệt. Em nói nhiều lắm, nói với em lanh lắm, lanh chanh lấp chóc á. Với lại em hay giận nữa, tính lại thêm con nít nữa anh. Anh chịu được không? Anh chịu được. Và bên cạnh đó thì anh thử đi. Anh có đem cái gì cho em không? Có. Dạ, mà bây giờ bạn trai có thấy bạn gái em mập quá không? Dạ không chị, về bổ trợ cho nhau là đẻ con ra là vừa. Em giảm cân một tháng trước khi lên đây đó anh. Ủa trước bự hơn hả? À, dạ không, cũng gì hả chị, quá trình giảm nó cũng y gan lúc chưa giảm hả? Vậy như vậy mình có cái bí quyết nào để mình tăng cân không em? Nếu mà anh về đậu của em thì em chỉ cho. Vậy em có nhấn nút không? Không có được hỏi. Mình cảm nhận về nhau, mình nói chuyện về tương lai đi. Thì dự định là khi nào em sẽ lấy chồng? Anh thuyết phục ba má em khi nào cưới thì em đồng ý hả? Tại vì hiện tại thì mẹ mình mất. Dạ. Mất khoảng 6 năm. Dạ. Thì mình tự lập từ nhỏ. Dạ. Và đến lên thành phố thì mình ở chung với chị. Và sau này thì về Đài làm. Thì bên cạnh đó thì mình đi ra mình ở trọ luôn. Chứ anh không có ở nhà với ba. Dạ. Như vậy thì nếu mà lấy chồng thì em có chịu ở trọ với anh không? Cái đó thì không sao. Em với anh mà anh tạo cho em đủ niềm tin để em đến với anh đó thì em chấp nhận. Hồi nãy anh có nghe cậu nói là trước giờ cũng có nhiều người tìm hiểu mình chưa chịu, lý do vì sao? Em muốn có cái gì á nó mới mẻ, giống như có tìm hiểu hoài nhưng mà không có tỏ tình em nên em không chịu thôi. Em thích tỏ tình như thế nào? Tỏ tình sao cũng được, có tỏ tình để sau này em nói lại với con cháu có cái kỷ niệm nào đó đẹp thôi à. Rồi tỏ tình liền, thể hiện liền. Đứng lên đi, tiến tới sát vô. Tự tin lên. Thì dạ. Anh đừng có hôn. Từ từ. Nếu mà hai đứa chịu đến với nhau dạ. Rồi làm cưới thì chúng ta sẽ
có thật là nhiều hạnh phúc. Mặc dù là công việc anh đi rất là nhiều, làm rất là nhiều, nhưng mà dạ, anh sẽ cố gắng dành thời gian cho em cùng với gia đình. Dạ, bây giờ mình tính cái chuyện con cái đi. Em thích con trai, thích con gái? Dạ, con nào cũng thích hết anh. Giống anh, tại vì con nào cũng là con. Dạ. Có khi nào em xuống Vị Thanh không? Em xuống với con bói ngoài hả? Vậy? Con bói? Dạ. Bói nói sao? Nó nói năm nay nếu mà tìm không có là coi như bị ế tới năm 26 tuổi luôn. Con ơi, mà chết rồi, vậy được rồi đó. Vậy đó hả? Dạ, cái con sổ quá trời luôn á. Thầy bói nói năm nay xui hơn. Năm nay á, nếu tìm được là hơn đó chú. Thầy bói nói sau này hai chồng giàu không? Cái đó thì không có nói chứ ơi. Thiên cơ bất khả lộ. Tùy theo hai người thôi. Nếu thầy bói gì coi không có rõ ràng. Giờ quan trọng là thầy bói quyết định là bà ngoại đó. Thì bây giờ trước mắt là cậu nào. Chị thấy cậu rất là giống như đang giữ một cái trọng trách quan trọng của cả nhà ở dưới á. Cậu đại diện mà cậu suy tư nhìn lên trần rồi vuốt mặt rồi đủ thứ hết trơn á. Trợ lý ruột của ngoại đó. Trợ lý ruột. Em là cậu Út. Em tới thứ 11 lần. Tình hình cậu sẽ về nói thế nào, tốt với xấu với ngoại? Thì hôm nay thì đây là cái duyên để cho các bạn đó, hai đứa nó đến nhau. Thì em hy vọng là hai đứa nó sẽ bấm nút và có một cái cuộc hẹn. Trong ngày hôm nay thì con cũng hứa với cậu là nếu mà hai đứa tìm hiểu và đến hôn nhân thì con sẽ yêu thương bé Mai và chăm sóc cho gia đình. Đồng ý. Vấn đề là chỉ hỏi cậu thôi. Cậu về nói với bà ngoại á là được hay không được? Dạ được. Cậu nói được là cậu được. Cậu nói được là cậu chịu trách nhiệm đó nha. Dở. Bé Mai, đây là người phải nói là rất là chân tình đấy. Hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Nhưng đây là một người bản lĩnh, có một cái chiều sâu. Nhìn gương mặt cậu ấy rất là hậu. Các bạn hãy suy nghĩ cho kỹ. 3 tiếng đếm, quyết định là ở các bạn. 1 là năm nay có tình duyên. 2 là 26 tuổi. 1 2 3. Anh này tự tin dữ lắm. Rất là bản lĩnh. Làm cái mảng đó thì chắc lắm. Chúc bạn thật nhiều may mắn. Đây là những cái điều kiện để các bạn có thể hẹn hò đi xem phim, tìm hiểu kỹ hơn. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ đến Hậu Giang một ngày nào đó không xa. Dạ. Để dự tiệc cưới của hai bạn nha. Dạ, cảm ơn chú. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, món quà tặng này khi mà các bạn mà nhận thì các bạn lên thành phố rồi sẵn các bạn ghé đưa tiệc cưới luôn là thuận tiện. Dạ. Gửi tặng hai bạn, đây là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc là thành phố Hồ Chí Minh, trị giá là 15 triệu đồng, áp dụng tại các hệ thống của áo cưới Allen nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, chúng ta dắt nhau đi xem phim với các bạn. Dạ, anh có 1,5 mối tình. 1,5. Anh gia trưởng lắm hả anh? Hơi em ơi. Hy vọng rằng cái tình miền Tây nó sẽ kết nối hai trái tim lại với nhau. Hy vọng như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay, xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Ham ăn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Bây giờ em giới thiệu về bản thân mình. Em tên là Nguyễn Thị Bảo Trâm, năm nay em 27 tuổi. Em làm bên công chứng, ngoài đó là học luật. Quê em ở đâu? Em ở Củ Chi chị. Củ Chi. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Em tên là Trần Văn Công, 29 tuổi, đến từ Nam Định. Em làm nhân viên kinh doanh công ty vận tải biển quận Phú Nhuận. À, tức là quê Nam Định nhưng làm ở Phú Nhuận. Dạ. Yeah. Tàu biển hả? À dạ, em là nhân viên kinh doanh bên cước hàng không và cước đường biển. Cước, tính cước à? Em nghe cướp hàng không gì đó. Em hết hồn. Em nghe sao là kinh doanh xong rồi cướp gì trời ơi, người ta nói cướp mà là cướp hả? Rồi bạn có bạn bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 1,5 mối tình. 1,5. Dạ, cái mối tình đầu tiên là lúc là gọi là mối tình gà bông học trò. Em rất là thích bạn đó à. Nhưng mà em không có nói gì qua. Em chỉ tìm hiểu là bạn đó học lúc nào, bạn đó như thế nào qua bạn bè thôi. Xong, đó là mối tình đầu á hả? Dạ đúng rồi. Học đại học năm thứ 3 thì mới bắt đầu quen với bạn ấy 5 năm. Mà sao, dạ. Sao gọi là một mối tình rưỡi? Dạ cái mối tình đầu tiên là có một mình em mà. À là cái mối tình sau mới là một. Dạ, đúng rồi. Sau khi nghe câu chuyện tình một rưỡi, bạn nam thấy thế nào?
Dạ, em thấy bạn nữ thì cũng chưa có nhiều kinh nghiệm thị trường. Nhiều, chị làm nhiều lắm đúng không? Em thì cũng giống bạn nữ, một mối tình. Quen lâu không? Dạ, cũng được hơn một năm. Thực sự là cũng chưa có nhiều tình cảm, cũng như là chưa hiểu nhau nhiều. Dạ. Nói chung là quan điểm sống không. Quan điểm sống của bạn là như thế nào? Em nghĩ là phải có sự tin tưởng cũng như là sự đồng cảm. Tin tưởng và đồng cảm? Dạ. Bạn gái ơi, khi mà mình yêu người yêu mình có tin tưởng không? Dạ tin anh, nhưng mà nói chung là bạn nói gì em tin đó, nhưng mà đừng để em phát hiện một lần nào nói dối. Thôi đi em, tin quá là bán lúa giống. Bây giờ mà yêu mà đề phòng quá thì cũng mệt. Hồi đó em có bạn trai thì em chưa bao giờ mà lục điện thoại hay là gì, em không có hứng thú vấn đề đó luôn á. Bạn nó nói gì thì em nghe cái đó, nhưng mà chỉ cần bạn nó sơ sót cái gì đó mà em phát hiện ra bạn nói dối thôi là không bao giờ em tin nữa. Một lần bắt được 9-10 lần không? Dạ đúng rồi. Bạn có phải là người phụ nữ ghen không? Yêu thì phải ghen rồi, nhưng mà em không phải là người ghen thái quá. Thì khi mà em cảm thấy không thích thì em sẽ nói với bạn trai em là chẳng hạn như là em không thích anh chở cái cô đó, mà cái cô đó cứ ôm ôm anh vậy em không thích, lần sau anh đừng làm vậy nữa. Anh đâu có làm đâu, cái cô kia cô làm chứ. Anh từ chối đi, anh đừng có chở bao nhiêu người, tại sao anh cứ phải chở cô đó vậy? Sao bạn trai, bạn mong muốn tìm một bạn nữ như thế nào? Bạn nữ thì hiền, nữ tính, biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Cái đó dễ mà, cái gì mà bạn cần đặc trưng hơn nữa? Bạn trai có tinh thần cầu tiến. Cầu tiến? Dạ. Chiều cao cân nặng ngoại hình thế nào? Cao 1m57 là được rồi. Chết rồi, cao cũng 1m57. Điều gì bạn không thích ở người bạn nữ? Có tính năng nhăng hoặc là một con người quá tham vọng vậy. Hồi nãy anh thích cầu tiến mà. Cầu tiến mà là không có tham vọng là sao? Chị khi một phụ nữ tham vọng thì họ sẽ rất là thành đạt trong sự nghiệp. Khi đã thành đạt trong sự nghiệp rồi thì nếu mà trong mối quan hệ gia đình em nghĩ là sẽ áp đặt hay là giải quyết mọi sự việc theo hướng cửa trên. Tức là bạn không muốn người phụ nữ gia trưởng ha. Thật sự là khi một người đàn ông mà có một người vợ quá giỏi, tinh thần quá tiến, nhiều tinh thần thì hay đã áp đặt cái tinh thần của mình lên chồng mình. Yeah. Bạn nữ mình có tật xấu gì không? Nói chung là em rất là thích ngủ, có thể ngủ suốt ngày và rất là thích ngủ nướng. Khi nấu ăn cũng là tật xấu, sáng tạo ra cái này cái kia nấu tùm lum tà la, xong cái bắt người nhà ngồi ăn ráng ăn hết, tại vì mình ăn xong mình ngán quá rồi mình không ăn mình bỏ mình uổng. Vậy thì mình mong muốn tìm một người bạn trai như là người như thế nào? Là ngoại hình á thì em muốn bạn nó cao, cũng phải 1m75 trở lên á. Gì dữ vậy? Bà nội em á thì nói là bây giờ em thấp quá mà nhà ba với mấy chú cũng không có được cao, cho nên rất là muốn có cháu rể cao cao thiệt là cao. Có mẫu người lý tưởng nào không? Vẻ ngoài thì giống anh Lương Thế Thành, nhưng mà tính tình thì giống Nguyên Linh. Bạn nam cao được bao nhiêu vậy bạn? Dạ em cao 1m69 chị. 1m69 được không? Vậy gì vậy, coi nhan sắc ảnh như thế nào. Rồi để chị coi thử coi. Thế đâu chị? Ôi mặt xinh quá. Dạ em chào chị. Trai mà khách xinh quá. Hiểu rồi. Chị Cát Tường hôm nay xinh quá. Cảm ơn em. Dạ. Ở mình khen người ta mới khen lại mình. Mặt này nựng đỏ lắm nè. Yeah. Hai má là phím phím. Em có tật xấu gì không? Hơi khó tính chút xíu. Khó tính? Hơi thẳng tính đó chị. Sao nói nghe nào, giờ mình tính tới chuyện hôn nhân chưa? Nếu mà được thì chắc năm sau chị. Có làm dâu không bạn? Bạn nữ không phải làm dâu, tại vì em tính lập nghiệp trong này. Rồi vậy được rồi. Sao được chị? Được lắm hả chị? Dễ thương lắm hả chị? Dạ chào anh Nguyên Linh. Chào em. Dạ. Làm sao để tạo nên cái lòng tin đối với một người phụ nữ? Dạ lòng tin thì mình cứ nói thật thôi anh, tại vì cứ nói là em tin rồi, không cần tạo gì hết á. Nếu mà nói dối thì giấu sao, đừng để em biết luôn. Dạ. Người phụ nữ rất là khéo đấy. Dạ. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với em gái. Em gái. Dạ. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Thì em thấy bạn gái này cũng xinh xắn dễ thương ạ. Anh mình thì hơi bị nhút một chút, với lại hiền nữa, ít nói, nên là sau này mà có tiến tới được thì hy vọng là bạn sẽ đừng bắt nạt anh mình. Anh em có thật xấu gì không? Anh em thì hơi gia trưởng một chút, con trai cả trong nhà. Anh là con trai một luôn hả? Dạ con trai một luôn. Anh gia trưởng lắm hả anh? Hơi thôi em ơi. Nói chung là chồng thì cũng phải có quyết đoán chút xíu thì cũng được, nhưng mà đừng gia trưởng quá thôi. Đúng rồi. Dạ. Rồi bạn gái mình có đi với ai không? Dạ em đi với chú, bà nội, em trai và bạn thân. Dạ chào nội. Cháu rể bên kia nội thấy sao nội? Dạ thấy thì cũng được, nhưng mà coi cho cháu coi nó coi trước. Nội coi sao? Nội thấy ảnh sao nội? Dạ thì coi cũng được, nhưng mà đàn ông mình nói lớn lớn mà. Dạ. Con rút kinh nghiệm mà nội ạ. Mời chú. Dạ. Theo chú á, cái anh chàng này là giống ông Hạnh. Theo chú là ok đó. Cái ông Hạnh là sao vậy chú?
Dạ. Nói vậy có hai chú cháu biết đây không? Dạ, ai biết em giải thích là ông thì là người rất là giỏi chăm lo cho gia đình em của ông nội. Dạ. Vậy là khen đó. Dạ. Hết hồn chứ. Và thứ hai nữa cũng giống như là theo tiêu chuẩn của bà nội vậy đó, là phải cao. Cái này thì chắc tướng tá cái này là bà nội cũng ok rồi đó. Em có em trai và bạn thân thì em trai là rất là hiểu chị. Cô Cát Tường à, em chỉ hỏi anh điều thôi là anh thích đi du lịch không ạ? À? Anh cũng có đam mê thích đi du lịch. Tại vì chị em rất thích đi du lịch. Kinh cái thứ xe. Hai là anh có thể ăn đồ ăn chị em nấu được không ạ? À? Ăn phụ em được không ạ? À? Từ đó thì sẵn sàng thôi em. Vậy là hiểu chị nấu thế nào rồi ha? Ăn phụ em. Rồi cảm ơn cả nhà. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai em gặp mặt nhau nha. Rồi, rồi kéo màn lên. Kéo màn lên. Mời hai bạn. Hôm nay được gặp em thì anh cũng rất vui. Thì em thấy anh thế nào? Anh rất là đẹp trai. Cảm ơn em. Nhưng mà em rất, anh rất là hiền. Đúng rồi, nãy em gái anh có nói nhìn anh hiền thì em nhìn anh thấy rất là hiền. Anh cũng thấy em rất là xinh. Em cảm ơn. Em hiện tại đang làm ở Sài Gòn hay ở đâu? Dạ em làm ở Củ Chi. Củ Chi thì cũng gần thôi. Xa ạ, 30 cây ạ. Dạ. Từ đó Củ Chi cũng xa đấy. Thường là cuối tuần thì em rảnh cho nên là dạ. Có thể là anh sẽ chạy qua em. Anh chạy xuống Củ Chi. Được em. Dạ. Em cũng có nhiều bạn á. Thì bạn ấy cũng nói thích em, xong rồi em bảo em ở Củ Chi. Cái cuối tuần em nói bạn là xuống đây chơi thì em sẽ dẫn đi tham quan Củ Chi. Xong bạn kêu, ủa sao em không xuống đi thành phố đi. Là em cảm thấy là bạn đó rất là tính toán, bạn rất là so đo mọi thứ với mình. Theo anh nghĩ thì bạn nam là... thì nên nhiệt tình cũng như là chịu khó trong em cái việc rất là thích tính cách đó của anh. Hôm nay gặp em cũng là một điều may mắn đối với anh và em thì cũng nói chung là cũng cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu. Hát một câu tỏ tình nào đó. Ước gì em ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng sổ gành đá, ngàn câu hát yên bình. Rồi xong. Bây giờ hai người sẽ quyết định. Mời bạn trai để về tay vào nút bấm. Ba tiếng đếm sẽ quyết định hẹn hò hay là không hẹn hò. Một. Hai. Dạo này ngủ. Ba. Hết thời gian. Nắm tay nhau cái đi. Cảm nhận như thế nào? Sao anh rung ấy? Anh rung quá hả? Dạ. Anh rung lắm. Đây, những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn sẽ có thời gian tìm hiểu. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn chương trình. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, gửi tặng hai bạn một suất chụp hình cưới tại Đà Nẵng hoặc là thành phố Hồ Chí Minh trị giá 15 triệu đồng tại các thương hiệu áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Cái này em rất là thích ạ. Hy vọng là hai bạn sẽ sử dụng cái phần quà tặng này. Yeah. Đừng bỏ phí nha. Nắm chặt tay nhau bạn trai nha. Rất là dễ thương như vậy là. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Như có người nào về ở chung với con chịu không? Dạ có. Có hả? Rồi ngoan chú quá. Này nè, chú này về ở con có chịu không? Dạ có. Hãy nhắm mắt lại xem thật sự hình ảnh nãy giờ, câu chuyện nãy giờ nó có rung động con tim của mình hay không. Nào, 3 2 1 1. Xin mời nhà gái. Mời đi Kim. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai. Nào, bây giờ nhà gái mình giới thiệu về mình coi. Dạ, con chào cô Hồng Vân ạ. Con chào chú Quyền Linh. Chào anh đồng hành cùng em. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Kim Dung. Năm nay em 29 tuổi và em đến từ Đà Lạt ạ. Con làm tư vấn viên tài chính của công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife ạ. Con làm ở Sài Gòn? Dạ không, con làm ở Đà Lạt ạ. À, hiện giờ đang sống, sinh sống và làm việc ở Đà Lạt luôn. Dạ vâng ạ. Mời nhà trai. Em tự giới thiệu, em là Đỗ Văn Tú. Năm nay 33 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa. Làm gì Tú? Dạ em làm kỹ sư cơ khí. Em có những ưu điểm, khuyết điểm gì Tú? Ưu điểm thì sống tự lập, biết nấu ăn. Có khuyết điểm gì không? Nhút nhát trước đám đông, với hơi nóng tính chút xíu. Em đã từng xuống Biên Hòa chưa? Dạ có rồi ạ. Có rồi hả? Dạ. Có sợ yêu xa không? Dạ yêu xa thì dạ con cũng không sợ lắm, nhưng mà quan trọng là do hai người đó cô.
Rồi bây giờ mình nói về cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của con là một người sống rất là vui vẻ, hòa đồng, thích những công việc như là từ thiện hay là giúp đỡ người khác ạ. Còn điểm yếu? Dạ, còn khuyết điểm của con thì vì con là người sống tình cảm nên là con khá là mít ướt hay khóc nhè á cô. À, hay khóc nhè hả? Dạ, nấu ăn thì cũng chưa được ngon ạ. Này là con làm hay là con mua? Dạ, đây là con tự làm á cô. Vậy là con giỏi quá rồi, này là làm thủ công ha, khéo dạ, tay đúng không? Dạ. Đường tình duyên của em trai sao nè, nói cho đàn gái kia, nói lớn lên. Dạ, em thì trải qua hai mối tình. Hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời đi học. Rồi, mối tình đầu tiên bỏ qua, mối tình sau này là mấy năm? Mối tình thứ hai thì em quen và lập gia đình được 11 năm. Của em lập gia đình rồi? Dạ vâng ạ, em sống. Được 11 năm? Dạ. Trời ơi, được mấy đứa cháu? Dạ, em được hai cháu gái. Bây giờ hiện tại cháu nhỏ thì 6 tuổi họ ở với mẹ. Còn cháu lớn là năm nay 12 tuổi ở với em. 11 năm, lý do tại sao lại chia tay? Dạ, tại vì trong cuộc sống thì công việc của em ấy thì là hay đi công trình, đi làm xa. Mới hay nữa là em cũng vì là tính chất công việc, em ham mê về công việc quá cho nên là cũng ít dành ít thời gian cho gia đình, dẫn đến là tình cảm càng ngày càng nhạt phai. Lo do em đi qua sao? Dạ, đi làm, em đi làm việc, em cũng chăm sóc gia đình. Dạ. Bây giờ trời, hai đứa nhỏ, một đứa là 6 tuổi ở với mẹ, dạ, 12 tuổi với ba, vậy thời gian đang chăm sóc đứa nhỏ? Dạ, cháu lớn thì ở với em thì hiện tại là đang ở với ông bà nội. Bây giờ liệu là nếu mà mình lấy vợ về á, thì em nghĩ là em có thể lo được cái cuộc sống cho thêm một người vợ mới và nhiều khi lại có con nữa không cưng? Dạ, cái này em đủ khả năng, không dám hứa nhưng mà chắc chắn sẽ là một chỗ vợ tinh thần và vai vững chắc lo cho cuộc hôn nhân sắp tới. Chị muốn hỏi là em thì sao về cái tình duyên của em? Em cũng như anh, em cũng có một trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ ạ. Và cách đây khoảng hơn 4 năm ạ. Hơn 4 năm rồi? Dạ. Là đổ vỡ hơn 4 năm, vậy là mình có con chưa? Dạ, em có một bé gái ạ. Một bé gái hả? Dạ. Là bé ở với em? Dạ vâng ạ. Là mấy tuổi rồi? Dạ, hơn 5 tuổi ạ. Cái vấn đề này thì chút xíu các bạn nên trao đổi thẳng thắn với nhau luôn ha, về cái vấn đề con anh con em này luôn nha. Bình đàn gái có bây giờ muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Bờ vai vững chãi ạ, về kẻ mặt tinh thần lẫn kinh tế, và phải thực sự là yêu thương con gái em ạ. Dạ, đó là một yếu tố quyết định của em. Sao em... Dạ, cái đó điều chắc chắn, tại vì em là sống nội tâm, sống rất là tình cảm. Dạ. Thì có qua có lại thôi em. Dạ. Người ta yêu con em thì em yêu con người ta. Dạ, là cái vậy, chuyện đó là hết sức là công bằng đúng không? Dạ. Thì hôm nay mình đi với ai nào? Dạ, em đi với bố, con gái, anh chị em. À, vậy hả? Có con gái đi nữa hả? Bây giờ hỏi ý kiến con gái chút xíu đi ha, rồi qua ông nha. Con gái tên gì? Con chào ông Huỳnh Linh. Con chào bà Hồng Vân. Chào con. Con chào các quý vị khán giả. Con tên là Trường Ngọc Quỳnh Chi. Năm nay con 5 tuổi. Con là con gái của mẹ Dung. Rồi giờ con hôm nay con muốn nói gì với mẹ nào? Con muốn nói gì với mẹ mình không? Dạ có. Con nói đi. Con muốn mẹ hạnh phúc với con. Con muốn mẹ hạnh phúc với con hả? Nếu như có người nào về ở chung với con chịu không? Dạ có. Có hả? Rồi ngoan chú quá. Chú này nè, chú này về ở con có chịu không? Dạ có. Có hả? Con thấy thích chú này không? Dạ có. Có luôn. Rồi thấy cưng quá rồi đất luôn rồi đó. Đây chương trình thì chào ông Mai bà Mối. Thì dạ, mình là bố đẻ của cháu Dung. Dạ, con chào bác. Chào cháu. Dạ. Mình thì hiện tại đang sống ở Đà Lạt. Thì qua mình thì cháu Dung thì cũng trải qua một mối tình. Rồi là hai đứa cũng đã thương yêu nhau rồi cũng lấy nhau. Đấy, nhưng mà được hơn một năm thì là chia tay. Dạ. Nhưng do lý do ấy thì thực chất ra thì cũng Dung sống là trong nội tâm và tình cảm. Dạ. Thích người chồng phải quan tâm mình, vì Dung rất là ước ao. Thường ấy là cái ước ao làm sao lấy được một người chồng giống bố mình. Dạ. Thì thôi, qua chương trình này thì cháu Dung đây thì cũng là cái cơ hội để hai đứa gặp nhau. Thì bác thấy cháu bên này thì cũng có nhiều cái điểm cũng giống tương đồng á. Vâng, tương đồng. Yeah, đây vì là... thứ nhất là cái nội tâm, sống trong nội tâm thì chú sống rất là nội tâm. Dạ. Yeah. Cái đó là điều quý nhất. Nhưng chú chỉ có một cái là một điều, chú chỉ hỏi một cháu một điều thôi. Dạ. Trong gia đình thì nó có hai cái, nhất là về kinh tế và tiền bạc.
thì cháu sẽ chọn trong cái tình cảm nhiều hơn hay là về kinh tế nhiều hơn? Dạ, theo quan điểm của cháu. Dạ vâng, cảm ơn bác. Thì con xin trả lời câu hỏi của bác. Thì thực sự ra là trong cuộc sống thì đối với con thì cái vấn đề vật chất không thành vấn đề. Khi mà hai người sống mà có tình cảm thì cả dù khó khăn đến bao nhiêu đi chăng nữa thì mình cũng cùng nhau bảo ban, cùng nhau vượt qua thì có tất cả. Còn nếu mà quan trọng về vật chất thì con nghĩ là cái tình cảm không bao giờ gắn bền. Đó là điều tuyệt vời. Dạ. Quan điểm đúng rồi, chưa bác đây. Dạ. Thứ hai bác chỉ hỏi cháu một câu. Dạ. Giả sử cháu có khả năng về Đà Lạt ở với chú được. Có không? Có về không? Dạ, không, đấy là điều kiện. Dạ vâng, thực sự thì con nói với bác là cái vấn đề thì khi mà hai người mà tìm hiểu mà hợp là tiến tới được với nhau thì vẫn quan trọng, thì cái vấn đề là ở đâu không quan trọng. Quan trọng chủ yếu là hai người hợp và cùng nhau bỏ ban nhau làm ăn. Thì các cụ nói là đất lành chim đậu, không có căn ngại gì. Vấn đề là ở đâu hay bất kỳ chỗ nào, mình sống ở đâu thuận tiện công việc làm ăn mà phát huy được, phát triển được là tốt thì mình cứ phát huy, chứ không quan trọng là phải bắt về chỗ nào chỗ nào. Rồi, nghĩa là con vẫn thấy này được ha. Đây là một chàng một người đàn ông rất là bản lĩnh, đã vượt qua những thử thách và sát hạch của họ nhà gái. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Ngoại hình thì ưa nhìn là được. Ưa nhìn là được. Cao 1m55 trở nên là ok. Biết quan tâm chia sẻ. Đó, và biết kính trên nhường dưới. Ô, chào gái. Dạ. Trời đất ơi, xinh quá trời xinh nhờ. Đúng là đường tình duyên hả? Thôi, buồn làm chi em ơi. Hết duyên tình cũng lỡ làng ha. Thôi, mà coi như là cái duyên phận nó vậy rồi, cũng đừng buồn nữa. Mình nên mở ra một cái tương lai tươi sáng hơn nữa, mở lòng mình ra nữa ha. Dạ. Em trai đi với ai vậy? Dạ, em đi với bạn thân của em ạ. Bạn thân luôn hả? Ê, bạn thân cho vài ý kiến coi nào. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Vân ạ. Dạ, em là Tình Giang, em là bạn thân của bạn Tú. Mình mong rằng là bạn Tú với bạn Dung bên đây, hai người cho nhau cơ hội tìm hiểu với nhau nhiều hơn để có kết quả nó tốt đẹp hơn, nhanh nhanh gần gần để cho bạn Giang được đi nhậu đám cưới. Rồi, rồi cảm ơn thằng trai. Thôi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Nào, hãy chấp lấy thời cơ, mở rào. Cô con gái quá trời xinh luôn vậy đó. Tới anh có món quà tặng em, món quà. Dạ, em cảm ơn anh. Đây. Cái món đó, cái gì vậy cưng? Dạ, sách ạ. Sách? Sao em lại em rất thích đọc sách luôn. Dạ, cái sở thích của em mới hay nữa là thực sự là em là con người sống nội tâm, cho nên là em tặng em gái một cái cuốn sách là Tấm Lòng Vàng. Có là bao nhiêu cái lòng tình cảm của em là dành cho trong chọn trong cuốn sách đó, thay lời em muốn nói. Thay lời muốn nói bằng cuốn sách. Rồi, mình tặng anh bên nhà trai đi cưng. Dạ. Dạ, em đến từ Đà Lạt. Đà Lạt thì nổi tiếng với lại hoa và dâu tây ạ. Và em mang những đặc trưng của Đà Lạt đến tặng cho anh. Rồi, cảm ơn em. Nice. Trước đám đông với mà trước một người phụ nữ xinh đẹp thì em rất là nhút nhát mà không biết, thì em có làm một bài thơ gửi tặng bạn gái cũng như tất cả quý vị trong khán giả ở trong trường quay. Vì em run quá không nhớ được nên là thôi xin phép nó đọc. Bây giờ đối tượng của bạn là bạn này cho nên dạ, bạn xưng là anh em đi. Dạ. Thì anh tặng em bài thơ. Chào em cô gái dễ thương, vừa gặp anh đã mến thương em rồi. Đắm say những lúc nàng cười khiến anh ngây ngất cả người xuyến sao. Xinh xinh má ửng hồng đào ấy kia đầy đặn làm sao kìm lòng. Nhìn vào đôi mắt sáng trong, hồn anh đã lạc như không lối về. Nhìn nàng quả quyết, quả hết chỗ chê. Chỉ sao mơ ước nàng về cùng anh. Đắp xây, xây mối mộng lành, sẻ chia bầu bạn cùng anh sớm chiều. Thỏa lòng cho một chữ yêu, điều gì em muốn anh chiều em ngay. Chung tay xây mối duyên tình thành một tổ ấm gia đình mộng mơ. Xin hết. Và thơ rất là hay và ý nghĩa luôn ạ. Em cũng là một người sống rất là lãng mạn nên là rất thích một nửa của cuộc đời mình là một người sống tình cảm và lãng mạn như vậy ạ. Em xin tặng anh bài Anh của Thùy Chi ạ. Anh vẫn đến dù trời có mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc gió rét xua tan mùa đông lạnh lùng. Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo. Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp, tựa đầu vào nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ.
nhờ thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình hòa nhập con tim ngàn lời yêu thương. Bây giờ mình hẹn hò thế nào đó, thôi mình bàn thử đi em trai. Thì thực sự thì anh ấy đang sống và làm việc ở Biên Hòa, thì vậy là anh em mình cũng khoảng cách là cũng là khá xa. Thì theo em thì anh em mình có thể tìm hiểu như thế nào nó hợp lý. Em thì từng nghe có một câu nói thì em cũng không nhớ tác giả của đó, nhưng mà đại khái nội dung như thế này: tình yêu thì như những đốm lửa, nó sẽ bùng cháy khi mà đó là một ngọn lửa lớn, nhưng mà nó sẽ bị dập tắt khi đó là những đốm lửa nhỏ. Nếu như mà thực sự trong xa cách, nếu như hai người thực sự yêu thương nhau, thì đó không phải là một rào cản. Tình yêu mà nó đủ chín mùi thì cả xa cỡ nào thì anh cũng có thể cố gắng và vượt qua được hết. Cái đó là cũng là một cái sự thử thách ban đầu. Chủ yếu là hai người có dành chọn cái tình cảm cho nhau hay không thôi. Hiện giờ cái kinh tế của em đang ổn định không? Dạ, kinh tế em thì ổn định. Như nãy em chia sẻ là em cần một người cả về vật chất lẫn tinh thần, đúng không? Dạ. Thì liệu rằng cái công việc của bạn này lên Đà Lạt có phát triển được không? Khi mà bạn phải làm lại từ đầu, thì cái đó là tụi em phải tự tìm hiểu và nói với nhau. Tức là khi mà mình đã là trưởng thành rồi, thì những cái điều đó là mình phải gọi là giống như lật bài ngửa với nhau hết, thì mới có thể bền chặt được. Chứ còn bây giờ không còn là yêu đương vớ vẩn nữa, mà phải là yêu và đi đến một cái gì đó nó kết thúc viên mãn, đúng không? Dạ. Vâng. Đó. Tại vì thực sự cảm ơn chị, là tại vì là đúng là thì công việc của em thì làm chỗ nào cũng được, nhưng mà tại vì cái trên đó thì em cũng chưa biết cái mô hình như thế nào. Nhưng mà cái một cái thành phố du lịch và đang rất là nổi, thì em nghĩ là cái vấn đề đó thì không có quản ngại gì hết. Anh nghĩ thế này, với một người yêu xinh xắn thế này, một cô vợ tương lai đẹp thế này, thì ở đâu mình cũng đi, thậm chí trong rừng mình cũng vô luôn. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Quan trọng là tình yêu thăng hoa, chúng ta có thể làm tất cả mọi việc. Dạ. Như nãy em nói là quan trọng là tình cảm. Dạ. Còn công việc ở đâu chúng ta cố gắng thì nó cũng sẽ thành công thôi. Dạ. Chứ bây giờ anh hỏi thật sự là trái tim em có rung động trước đối phương chưa? Thực sự là em lất là rung động chứ không phải rung động đấy. Trời, nhìn là thấy rung động toàn phần rồi. Cô gái xinh đẹp như thế, vấn đề là chúng ta đủ sức để có thể lo cho hai đứa nhỏ, rồi còn một đứa nhỏ ở nhà bên vợ cũ nữa ha. Nói gì nói, mình cũng phải có trách nhiệm với những đứa trẻ đó. Thấy không? Bây giờ em nói một câu gì để thuyết phục cô này, đơn giản như vậy thôi. Nào, hãy nói những cái gì mà từ trái tim của mình, nói thật lòng với cô ấy đi. Anh với em tới đây cũng là một cái duyên, thì chúng ta hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Yêu là yêu thật lòng. Anh không hứa là cho mẹ con em một cái giàu sang phú quý, nhưng anh cũng sẽ là một chỗ dựa tinh thần, một cái bảo vai vững chắc để làm điểm tựa cho hai mẹ con, cùng với bố con anh phát huy và tiến tới gia đình phát triển kinh tế một cách tốt nhất và nhanh nhất. Không giàu sang phú quý nhưng mà phải đủ ăn đủ mặc. Hãy quên cái chữ đó. Đủ ăn đủ mặc là phải yên bình, phải dư chút đỉnh thôi, đủ ăn đủ mặc. Cái đó thì điều là rất là chắc chắn rồi. Rồi, ok. Còn chuyện bấm nút hay không, trả lời thế nào là phụ thuộc vào cô gái. Hai bạn hãy để tay vào nút bấm. Hai bạn cũng đã lớn rồi, đủ sức để chúng ta cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Cảm nhận đúng, chúng ta bấm nút. Cảm nhận không đúng, chúng ta không cần phải bấm nút. Hãy nhắm mắt lại, xem thực sự hình ảnh nãy giờ, câu chuyện nãy giờ, nó có rung động con tim của mình hay không. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả, bởi cái nút bấm nó hết sức quan trọng nha các bạn. Duyên nằm ở đó. Nào, 3, 2, 1. 1, hết thời gian. Bấm nút. Chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau, đồng ý cho nhau một cơ hội. Hứa gì với bố vợ tương lai đi? Con xin hứa với bác, với gia đình nhà gái, thì con là người sống rất là nội tâm, thì con sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội là chỗ dựa tinh thần cũng như vật chất là vững chắc nhất để lo cho gia đình sau này phát triển kinh tế tốt nhất. Tất cả những lời hứa đó nó còn mãi mãi trên truyền hình nha. Không bao giờ phai cả, và hứa gì thì nhớ đó. Xin phép bố cho hôn bạn gái. Con xin phép bác cho con.
Nè em, em nói gì với con bé kia kìa? Con có thích đi chơi cùng với chú với mẹ không? Dạ có. Nói vợ gì cũng có chứ. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speed Couple nhé. Với em thì chắc có trên 10 điểm. Trên 10 điểm luôn. Dạ, tại vì cô thấy là em khá tự tin. Em có mấy mối tình rồi An? Em ăn nhiều anh. Nhiều là nhiều. Nhưng mà 7-8 người gì đó đi. 7-8 người rồi đó. Dạ. Nếu mà người mà em thương thì người đó muốn cái gì thì em sẽ chịu thì em học cái đó. Tức là em thích cái người nào mà dạng ăn dạng nói. Xin mời nhà gái. Wow. Trời ơi, cưng quá vậy trời. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Trời, dễ thương quá. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân đi cưng. Dạ, xin chào khán giả trong trường quay. Xin chào cô Hồng Vân. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào bạn Nam có mặt ở bên kia. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Phương Thảo. Năm nay em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại em là nhân viên văn phòng ở quận 1. Quê em ở Cà Mau. Quê ở Cà Mau hả? Dạ đúng. Ồ, rồi ạ. Vậy nhìn cứ tưởng em là giống như là ở trên cái miệt mà ở trên cao cao á. Tại vì cái nét của em là giống cái cô hoa hậu Hờ Hờ Y Nen. Hờ Hen Y Dê. Hờ Hen Y Dê. Dạ, ai cũng nói vậy hết trơn á cô. Rồi mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Thành An. Hôm nay 36 tuổi. An làm nghề gì? Dạ, lái xe với dạ yoga. Dạ. Yoga bình hay là yoga? Là yoga tập á. À, yoga tập hả? Dạ. Anh tưởng đâu nó nghe cho nó rõ ha. Ủa sao thầy yoga mà cột hơi bị yếu quá vậy cưng? An. Hơi yếu nhưng sức khỏe cái mạnh. Cột hơi mình phải cột hơi mình phải bật ra. Phải có nội lực phải không? Ồ, giống như là anh Quyền Linh vậy đó, anh đâu có tập một miếng thể thao thể dục nào đâu. Anh là thầy bơm ga. Rồi, em làm ở quận mấy? Dạ không, em ở Vũng Tàu anh. Vũng Tàu hả? Dạ. Vũng Tàu rồi đi tham gia chương trình luôn. Dạ. Cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, chắc điểm mạnh của em thì chắc có trên 10 điểm. Trên 10 điểm luôn. Dạ, tại vì cô thấy là em khá tự tin. Thì nói chung cái điểm mạnh có thể dễ thấy nhất của em là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Ngoài ra là em có tinh thần rất là chịu khó học hỏi. Có nghĩa là nếu mà người mà em thương thì người đó muốn cái gì thì em sẽ chịu thì em học cái đó. Vậy đó hả? Thì cái đó giống như là điểm mạnh của tất cả các điểm mạnh này cô. Dạ. Rồi còn cái điểm chưa mạnh? Điểm chưa mạnh thì mọi người có thể nhận thấy rõ là cái giọng của em nó hơi giọng nam trầm. Cho nhiều khi em cũng không có tự tin với cái chất giọng này. Có nghĩa là khi nói chuyện điện thoại á thì người ta hay xưng em bằng anh. Cái trời kiểu ơi, như vậy. Cưng à, cái giọng của cưng nó còn trong khe hơn cái giọng của chị nhiều. Giọng của chị là giống như là 100 người nói chuyện điện thoại là đều nói dạ anh ơi em đang có dự án này. Dạ, nhưng mà mình cũng tụt mút cô. Không, cái đó không phải là điểm yếu. Điểm yếu thứ hai là em cũng không có khéo tay lắm. Cũng yếu đó. Cũng ít nấu ăn. Điểm yếu thứ ba của em là em cũng hơi nóng tính đó. Có nghĩa là khi mà có cái việc gì đó thì cứ sừng cồ lên cái đã. Rồi từ từ tâm mình mới dịu lại. Vậy ha, cái sừng cồ là cỡ nào? Thì chỉ có mắt trợn to tròn trợn mắt cô. Lên rồi hét lớn lên không có hét đâu cô trợn xong hét. Rồi sau đó nó rụi lại vậy hả? Dạ. Còn bây giờ em nè, em có thấy mạnh và điểm mạnh điểm yếu gì? Tức là em thì dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng chợ búa thì những cái điều đó em làm được hết. Thứ hai thì em có thể là chơi những cái môn thể thao đá bóng hoặc là thể hình hay là đá cầu. Anh chơi thể thao là anh chơi có thường xuyên không vậy anh? Tại vì hầu như đá cầu là ngày nào cũng phải đá, có khi một ngày đá 2 buổi. Còn thể hình thì vẫn duy trì hàng ngày. Anh đẩy ngực được bao nhiêu ký anh? Trước đây thì đẩy khoảng 1 tạ 2, chứ bây giờ thì khoảng phân nửa là 60 ký. Nói chung ảnh là người thể thao, tại vì thầy yoga mà. Dạ. Con người cũng rất là khỏe ha. Dạ. Em có mấy mối tình rồi An? Em nhiều anh. Nhiều là nhiều. Nhưng mà 7-8 người gì đó đi. 7-8 người rồi đó. Dạ. Mối tình nào dài nhất? Dạ, mối tình sau này là 4 năm. 4 năm? Dạ. Ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất là vài tháng. Vài tháng? Dạ. 7-8 mối rồi đó. Tại sao 4 năm mà mình chia tay nhau? Lúc quen thì cái người đó không có nói thật. Sau khi 8 tháng sau thì em mới phát hiện người đó có một cái đứa con. Thì em cũng vẫn chấp nhận, nhưng mà vô tình em nhìn thấy cái điện thoại của cậu có những cái tin nhắn qua lại với cái người đó đó.
Thì em mới hỏi thì cái người nhắn tin là như thế nào, thì cổ mới nói là bồ cũ của cổ. Thì em nói nếu mà còn qua lại thì bây giờ em giải quyết xong đi rồi ra Vũng Tàu của anh, còn nếu không thì mình chấm dứt. Cái cô gái bên đây á, cô rất là cá tính. Em có thích mẫu người phụ nữ mà mạnh mẽ và cá tính không? Tức là em thích cái người nào mà dạng ăn dạng nói, không cái biết cái đúng cái sai thực tế. Em có mấy mối tình rồi? À, chỉ là mối tình hôm qua một mối duy nhất cô. Tại vì thiệt không vậy? Em nói thiệt, tại vì một mối duy nhất. Tại vì em cũng thích về thiền á, em cũng thích về tâm linh, cho nên thành ra là tần số của em rất khó bắt sóng. Vậy đó hả? Em cái người đó là quen nhau chính thức luôn? À, hay là chỉ thoáng qua? Chỉ thoáng qua bạn bè thôi cô. Trời đất ơi, vậy luôn á hả? Tại vì nếu có quen là... Em có đẹp vậy nè, mà biểu một mối tình thoáng qua thiệt, là sao? Thiệt, em nói thiệt luôn. Tại vì phải bắt đúng tần số của em á, em mới chịu. Có nghĩa là bạn bè thì có thể open, có thể ai cũng được. Nhưng mà về bạn đời hay là chồng hay là như thế nào đó thì phải đúng tần số, phải mối tình thoáng qua thôi chứ chưa có... Chưa sâu đậm gì hết luôn. Dạ, chưa sâu đậm gì hết. Bao nhiêu năm? À, chắc cũng khoảng cả 5-6 tháng à. 5-6 tháng cũng phải thoáng qua đâu. Nói chung là cũng có một mối tình rồi, cũng có trải nghiệm tình yêu. Dạ. Anh bên đây thì hơi nhiều chút xíu. Trường hơi dày dặn phải không anh? Có 7-8 người. Có 7-8 người chứ mấy. Rồi bây giờ muốn cái người đó là phải như thế nào? Thì em cũng mong muốn là bạn nam bên kia thích chơi thể thao. Rồi, à, có. Rồi, thể thao quá trời. Body săn chắc một xí. Săn chắc luôn. Chắc chắn vô ra là chắc. Săn chắc rồi. Biết tập tạ là một điểm cộng. Biết tập tạ luôn. Mà đẩy tạ luôn đúng không? À, với hơn nữa là về mặt mày thì cũng không đòi hỏi gì chứ. Chỉ cần là có đôi môi sexy thì càng tốt. Đôi môi sexy. Không được, có đôi môi nào được sexy không? Đôi môi sexy không? Sexy là cái môi nó phải hở, dày hở ra, nó dày ra đó. Cái môi nè, cái môi phải dày, phải mỏng, đánh son bóng á. Sexy. Dày mỏng xong là lâu lâu nhếch mép lên vậy nè. Không được. Môi môi, sexy. Môi môi bể. Môi nói sexy nói là chứ. Sao ta? Cái môi sexy là vậy nè, đúng không? Đúng không nha? Môi cái môi nó bể bể xuống nè, cái môi dưới nè bể xuống như nè. Môi giống như môn Tuấn Anh nhà tôi á. Môi giống như môn Tuấn Anh nhà tôi á. Exactly, chính xác luôn á cô. Chính xác không? Dạ. Chính xác không? Đó dạ. Gọi là môi sexy. Giờ bây giờ tôi mới biết đôi môi của Lê Tuấn Anh là đôi môi sexy. Đúng rồi. Rất không? Nhiều phụ nữ nói cái câu đó với ông Tuấn mà. À dạ. Môi ừ. Hèn chi bà mê Tuấn Anh. Môi sexy. Ủa. Dạ. Cười quá. Thì cô thấy đó cũng đâu có đòi hỏi cao phụ về ngoại hình ai không vậy đúng không cưng? Dạ đúng rồi ạ. Ủa sao kỳ ta? Ta mê cái gì sexy thì bôi môi sexy. Ờ. Mắc cười tôi, quá. Tôi phải là mũi sexy rồi. Mũi bự lên. Có em môi á. Anh này là môi sexy. Dạ. Đảm bảo. Tôi không biết môi nha. Môi bạn này là môi sexy. Môi bể bể ra đó. Tôi không biết cô sexy nào nhưng mà đại khái để hồi tự người ta đánh giá thôi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi họ góp ý thế nào. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái ruột với anh rể ạ. Em tên là Trần Thị Liên, em là chị gái của bé Thảo ạ. À. À. Em thấy sao hai người sao nè? Dạ trước tiên thì em thấy cũng có một ít điểm chung là anh này trầm tính thì bù lại em gái của em nó nóng tính. À, anh này với em gái của em thì nói chung là thích thể thao. Nói chung là ngoại hình thì em coi cũng được. Cũng được ha. Dạ. Rồi cảm ơn thằng gái. Rồi thằng trai em đi với ai? Dạ em đi với hai chị với người bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ em tên là Tuấn, là bạn của An. Dạ em thấy chị gái bên đây rất là dễ thương. Đẹp ha. Đẹp, dạ, rất quá là đẹp. Trời. Và tính tình cũng vui vẻ nữa. Em thấy hai người cũng có vẻ hợp tính cách với nhau. À, em cũng mong là hai người cho nhau cơ hội để có thể tiến xa hơn nữa. Rồi thôi mở rào đi. Mở rào đi. Cặp này họ tự quyết định đi okay, ha. Ok, ok, vậy mở đi. Mở rào. Yeah, cảm ơn cô. À, chào anh. Đến với chương trình hôm nay thì em có món quà tặng cho anh. Anh có đoán được trong đây là gì không? Cho anh sờ thử. Cái này là gạo. Oh, chính xác ta. Trời ơi. Chính xác ta. Trời ơi. Ủa sao lấy lại hả? Kỳ vậy? Không, để em nói em thuyết trình một xí về cái món quà mà em tặng đó cô. À, thì trước tiên á, em đem tới cho anh một cái món quà vừa bổ thân mà vừa bổ tâm. Thì như anh biết á, gạo lứt nó có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe của mình. Thì hôm nay gặp nhau như một cái duyên á, em cũng hy vọng là anh cũng luôn giữ gìn sức khỏe tốt để có thể là làm công việc nó ổn, nó ok. Dạ. Yeah. Cảm ơn em rất nhiều nha. Bên cạnh đó thì cái cuốn sách này là Lực Hấp Dẫn á, thì anh có nghe nói tới cái này chưa?
cơm trưa bây giờ mới thấy. Nhưng mà giờ em nghĩ là nhờ nó em mới gặp được anh, nhờ nó em mới gặp được anh. Có nghĩa là mình tác ý một cái điều gì đó thì tự động vũ trụ sẽ mang người đó đến gặp mình. Thì em hy vọng là sau khi anh đọc cuốn sách này á, anh muốn một cái điều gì á, anh có thể tác ý để cho cuộc sống mình suôn sẻ và hạnh phúc hơn. Trời đất ơi, một bên tặng gạo, một bên tặng rau. Trời ơi, hai người này đó. Thế rồi, còn đây á, thì món quà rau củ thôi. Dạ. Nhưng mà này nó có ý nghĩa. Thì ở đây á, là có cay, đắng, ngọt, bùi, nó có đủ hết. Dạ. Thì cũng hy vọng này cũng như là thay lời không nói thì gửi tặng em. Dạ, dạ rồi, em dạ, cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ, ở đây có cái này thì... Wow, đeo luôn đi cưng, đeo luôn. Anh có thể đeo cho em được không? À, cảm ơn anh, món quà rất là dễ thương. Còn đây thì em có nữa, quà quá trời quà. Tặng anh MC Quyền Linh. Chà chàm. Cảm ơn em. Dạ. Rồi em tặng cho Quyền Linh. Rồi chị cảm ơn nha. Chiếc vòng cầu hôn. Chết rồi, nè, nói nghe nè, túi Linh đeo vòng cặp đó, đi đeo đi. Đeo đi. Linh đeo đi. Có là đeo. Cảm nghĩ về anh như thế nào? À, thì anh nói anh có chơi thể thao á, à, anh có thể hít đất cho em xem được không? Tại vì cái này là test được. Được nha. Dạ. Oh, 10 cái thôi anh. Rồi, thôi được rồi, để còn sức mà nói chuyện. Rồi, 10 cái thôi anh. Rồi, xin cho bạn nam một tràng pháo tay ạ. À. Con bé này nó lanh lợi ghê á nha. À, vậy tính cách của anh khá chậm nhưng mà anh thấy là tính cách của em khá sôi nổi á. Thì anh có cái quan ngại gì không anh? Không, tức là mỗi cái đều hòa hợp được. Tức là mặc dù là chậm nhưng mà ví dụ như trong cái cuộc vui đó mình vẫn theo được cuộc nói chuyện. Hoặc là mình đi chơi đâu đó thì vẫn hòa nhịp với người ta được. À, nhưng mà sâu thẳm trong lòng mình á thì mình muốn cái mẫu người như thế nào để cho nó mít mát với mình? Tức là một cái người đó cũng thế, trầm tính giống như mình nhưng mà không phải là trầm tính gặp ai cũng trầm tính, tức là khi mình tới một cái địa điểm nào đó thì mình phải hòa nhập được với người ta. Chứ không phải là mình trầm mà mình ngồi đó thừ lừ là không được ha. À, nhưng mà vấn đề là em không khéo tay, em không có thể nấu ăn giỏi á, thì anh có thấy cái lo lắng mà về nấu cái vấn ăn đề á, đó không, nó không có quan trọng. Tức là nếu một người phụ nữ á, nấu ngon hay dở á, điều đó không quan trọng nha. Chỉ cần biết nấu là được. Là còn nhau ngon hay dở đó, là lúc đó là để anh chị. Tại vì trước đây anh cũng có là nấu bếp á. Nấu bếp rồi cũng vì là sát sanh á, nên không có làm nữa. Hiện thời thì em ở Thủ Đức á, còn anh ở Vũng Tàu á. Theo anh thì một tháng mình gặp nhau có bao nhiêu lần thì nó phù hợp? Có nghĩa là ngày thứ bảy chủ nhật á. Nếu mà rảnh á thì có thể là anh dưới chạy lên, còn hoặc là nếu mà ở dưới anh có công việc á thì em trên này chạy xuống. Nói chung nam nữ thì phải cư xử cho bình đẳng. Chứ không phải mình bắt người nam chạy từ dưới lên ngày nào cũng bắt, hay là tuần nào cũng vậy. Mình bây giờ người ta nói nam nữ bình đẳng đúng không? Thì mình lên được thì người nữ cũng phải xuống được, đúng chưa? Mình bàn tới cái chuyện nếu như mình hiểu nhau, mình bấm nút, mình hẹn hò thì khoảng bao lâu mình đến với nhau được, kinh tế như thế nào, rồi con cái ra sao, mình bàn thử xuống luôn đi. Có nghĩa là chỉ cần hai đứa hợp thôi, lúc nào bạn kia, bạn nam kia muốn thì em vẫn có thể đáp ứng. Trong em thì khoảng từ 1 năm cho tới 3 năm, tại vì riêng em bản thân nam thì dễ lắm, nhưng mà phụ nữ người ta lỡ dở thì thiệt thòi cho người ta. Đúng rồi. Nên bởi vậy là em muốn cái người đến với em phải tìm hiểu em kỹ, tức là phải tìm hiểu kỹ ra hẳn đến với em chứ không có cần phải giỏi. Bây giờ em cảm nhận cuộc nói chuyện này như thế nào? Em cảm nhận người đối diện đi. Em thấy là nó hơi có sự không connect với nhau lắm. Như tính cách em sôi nổi thì em cần cái người nào đó open hơn. Còn anh nam bên đây thì ảnh hơi thực tế. Còn em trai, em thấy người đối diện em thế nào? Thì nói chung là có hơi lanh lợi, hoạt bát. Em gặp nhiều người như vậy á thì em đỡ phải chỉ, thì nó đỡ mệt cho em hơn thôi. Thì em cũng muốn gặp người như vậy. Anh có món quà gì, tiết mục chân nghệ gì tặng cho em không? Bây giờ thì em hát nói bằng lòng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây chanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, cầu tre mùa mưa dẫu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh dưới mái chanh nghèo, về đây người dân chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba lá để em đó.
chị hỏi em nè, chị hỏi em nè, cái này có phải là thay lời muốn nói của em không, hay là em thích cái bài này là em hát? Giờ nói thiệt trong trong lòng mình nè. Em hát cũng giống như chị nói là em muốn nói như vậy á. Bạn dùng cái bài hát đó để bạn nói cho em hiểu rồi. Dùng cái bài hát của em để cho bạn nam tiếp tục suy nghĩ là có chọn em hay không. Dạ, em xin phép cái bài Mắc Cười hay Trường Quay. Dạ, dạ em bắt đầu ha. Đôi chân đi tìm một lời yêu thương khi trái tim thổn thức. Dáng anh hôm nào chợt đi ngang qua mắt tươi xinh cười. Ta tìm anh trên con phố ấy, ta đợi anh góc ngã tư đường qua. Mong tình yêu cho đôi ta gặp gỡ, xin anh hãy quay về đây. Hỡi đôi mắt cười chỉ một lần thôi khiến cho ai nhung nhớ. Nắng không trang hòa vì thiếu sáng anh nên nắng vội đi qua. Hỡi anh đâu rồi, hãy quay về đây gặp em một lần nhé. Tiếng yêu ban đầu hứa sẽ mãi mãi có anh bên đời. Thôi thế này, vậy đó cho nó vui. Như thế này nè, anh thấy cô gái này năng động, tự tin, rất là thoải mái. Nhưng em đôi khi che giấu cảm xúc, đôi khi muốn nói cũng không nói. Mình vô thẳng đề luôn. Em có một chút gì rung động với cô gái kia chưa? Cũng có. Cũng có. Dạ. Thì thật... Như người ta đó là ta nói dạ có. Nhưng mà bạn này là bạn e dè, thế bạn phải xài cái chữ tức là hồi trước giờ anh, khi mà em nói chuyện với phụ nữ, em chưa bao giờ có một cái tình ý là để tỏ tình. Tức là tình cảm của em tức là đến từ giai đoạn bạn trước, rồi sau đó mới phát sinh tình cảm, chứ nó không thể là bây giờ mà nói để mà tỏ tình thì trước giờ em chưa làm điều đó. Đó là em nói thật sự, thật sự. Chắc có lẽ em chưa gặp đối tượng của em rồi. Tại vì thật sự ra không phải là em ít nói, nhưng mà em nói cái gì cần nói em mới nói, chứ không phải là mình nói luyên thuyên rồi lỡ như mình nói ra là hư việc hết. Em không hiểu luôn. Thôi bây giờ mình kết thúc đi ha. Dạ. Chúng ta quyết định bằng nút bấm. Nếu cảm giác đây nè, là người để chúng ta tìm hiểu, chúng ta bấm nút. Nếu mình cảm giác đây không phải là người để mình tìm hiểu, mình không cần bấm. Không phải ai đến đây chúng tôi cũng suối là phải bấm đâu. Bấm với sự rung động, bấm với trách nhiệm, bấm với những gì nó hợp với nhau. Nào, suy nghĩ thật kỹ, nhìn về phía trước. Ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1, 2, 3. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Yeah. Chúng tôi đã nhìn thấy ngay từ đầu. Bởi vì á, là những cái cảm xúc ban đầu nó rất là quan trọng. Nếu gặp nhau nó có một chút gì đó mà nó thuộc về nhau, chúng ta cũng thấy được. Có một chút gì đó nó xa rời. Ngay từ đầu tôi đã nói là hai bạn là hai đường thẳng song song, thì chúng ta cũng muốn kết thúc ngay cái cuộc nói chuyện này ha. Mỗi người một tính cách. Và anh nghĩ rằng là hai em nên cần làm bạn với nhau, để chia sẻ với nhau, để hiểu nhau nhiều hơn. Biết đâu chúng ta sẽ là người bạn rất thân với nhau, đúng không? Nói chung là để tìm cho em một cái đối tượng mà em thích đó, là tìm rất lâu rồi. Thích thể thao rồi yoga rồi tùm lum, để tìm rất lâu. Chúng tôi đã cố gắng kết nối hồ sơ gần như 60-70% hợp nhau rồi. Nhưng vẫn còn 30% các bạn không hợp nhau. Đó là số mệnh. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Chúc các bạn mỗi người sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Gạo ai nấy nấu, rau ai nấy xào. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Spit Couple nhé.